Hiện tại là em đang hát trên con mic C11 nâng cấp. Dùng một con mic thôi mà có thể hát song ca được hai người nha các bạn. Đây, đó. Hát mic hát rất là nhẹ các bạn. Sao em bỏ ra đi, bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi, tình mồ côi. Rồi, hello, Ken Audio xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ken Audio ha. Thì trong thời gian vừa qua nhận được rất là nhiều sự yêu thích, ủng hộ của chị các bạn về cái bộ mic micro C11 nâng cấp ở bên Ken Audio của em ha. Thì hôm nay em sẽ test thử cho anh chị các bạn cái tính năng đó là cùng một cái con mic C11 nâng cấp này mà em để trên bàn như vậy thì có thể hát được hai người mình hát song ca luôn ha. Đó, nhờ vào sở dĩ tại sao được như vậy đó là nhờ vào cái sợi dây livestream ở bên em đây. Thì cái dây livestream nâng cấp này ở bên em có gì đặc biệt? Ngoài cái việc là con mic C11 nâng cấp này bên em đó, đã được nâng cấp lên là cái việc hút mic của nó rất là hút mic nhanh chị các bạn. Đó, một ngoài cái việc đó ra thì nó còn được hỗ trợ bởi cái sợi dây livestream nâng cấp này nữa nè. Đó, dây này thì nó có sẵn chia hai đầu tai nghe đây nè chị các bạn. Đó, và cái sợi dây này ở bên em là dài gần được 3 mét luôn nha chị các bạn. Đó, độc quyền và đặc biệt là cái sợi dây livestream nâng cấp này bên em là dài gần được 3 mét nha. Rồi cho ra chất âm thì rất là sáng tiếng, chắc tiếng nha, và hạn chế bị vỡ tiếng nha anh chị các bạn. Rồi, và hiện tại thì con C11 nâng cấp này em đang dùng lấy nhạc bằng cục Bluetooth nè anh chị các bạn. Đó, cục Bluetooth em có gắn ngay đây ha. Đó, nếu mà anh chị các bạn mình muốn xem được nhiều cái video về con mic C11 nâng cấp này thì anh chị các bạn có thể lên trên thanh tìm kiếm của YouTube á. Anh chị các bạn gõ là Ken Audio C11 nâng cấp. À, đó, mic C11 nâng cấp ha. Em đọc lại nha. Ken Audio mic C11 nâng cấp. Đó, thì sẽ có rất là nhiều cái video em đã làm về cái bộ C11 nâng cấp ở bên Ken Audio của em rồi. Rồi đó là giới thiệu cái về cái phần mà chính ha. Rồi ngoài ra thì có các cái phụ kiện đi kèm như là chân kẹp hai điện thoại nè chị bạn. Đó, đây. Một cái điện thoại thì mình dùng phát livestream, còn một cái thì mình dùng để cấp nhạc ha. Đó, cái chân đế của nó đây. Rồi. Tiếp theo là cái chân kẹp mic nè, chân mic để bàn đây, mình có thể kẹp để đây và tay mình không cần phải cầm cái con mic, mình để giữa đây hai người cùng hát luôn ha. Rồi ngoài ra trong bộ của nó còn có các cái dây phụ kiện kèm trong nhà sản xuất nữa nè chị bạn, bông lọc nè, dây sạc nè. Đó, và những cái dây trong nhà sản xuất cho kèm theo đó. Đầy đủ hết đó anh chị bạn. Rồi, nếu như mà anh chị các bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh nha. Và nhớ nhấn vào cái chuông nữa để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới ha. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, em sẽ bắt đầu tiến hành hát thử một cái bài karaoke song ca dành cho hai người ha. Dùng một cái con mic C11 nâng cấp đây thôi, có thể hát được cho hai người luôn. Vừa tối ưu chi phí mà vừa nhỏ gọn, tiện lợi nữa. Mình có thể mang đi bất kỳ đâu, nó không chiếm quá nhiều không gian nha anh chị các bạn. Không
Trên con mic C11 nâng cấp, dùng một con mic thôi mà có thể hát song ca được hai người nha anh chị bạn. Đây đó. Hát mic hát rất là nhẹ anh chị bạn. Song ca dành cho hai người ha. Và em xin nhắc lại với anh chị bạn là em chỉ dùng một con mic C11 nâng cấp duy nhất bên em ha, kèm theo cái dây livestream nâng cấp có thể chia hai đầu tai nghe đó, mình có thể hát song ca được hai người luôn mà không cần phải mua 2-3 con mic làm chi cho rất là tốn kém chi phí ha. Đó, một con mic C1 nâng cấp duy nhất hát cho hai người nhỏ gọn tiện lợi. Ok rồi, thì nếu như mà anh chị các bạn nào á, mình cần một bộ mic mà vừa nhỏ gọn tiện lợi mà vừa có thể tối ưu được cái chi phí là cái thứ nhất nè, diện tích là cái thứ hai này đó, tối ưu chi phí là vì sao, vì mình chỉ cần mua một cái bộ mic C11 nâng cấp toàn diện bên em thôi là có thể dùng hát được cho hai người luôn, không cần phải mua chi mà 2-3 con mic làm gì cho nó rất là mất chi phí ha. Đó, mình chỉ cần mua một con mic C1 nâng cấp đây đó, có thể hát được hai người như thế này. Em gọi lại đó, và giờ em bên này ha. Rồi, và có thể nếu như mà anh chị bạn muốn lấy thêm phụ kiện thì khi gọi cho bên em thì nhớ mình nhớ nói thêm là anh chị muốn lấy thêm phụ kiện là chân kẹp hàng ngoại và kẹp mic để bên em có thể tư vấn và báo giá được
chính xác nhất cho chị các bạn ha. Rồi rất cảm ơn chị các bạn đã xem hết video clip này, cũng như là có cảm nhận gì có thể để lại bình luận ở phía bên dưới ha. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà bên em ra video mới. Rồi rất cảm ơn chị các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ bên Sekenon Audio trong suốt thời gian vừa qua. Xin chúc anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và thành công ha. Có cần liên hệ thì các bạn có thể liên hệ với bên em qua số hotline cũng như là số Zalo với số điện thoại đó là 0932 075 612. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại chị các bạn ở những video lần sau.